Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, mời quý vị và các bạn ghé thăm một vườn bonsai đẹp ở Bến Lức, Long An. Đây là vườn bonsai của anh Ngọc Hà, một nghệ nhân bonsai có tiếng ở Long An. Khuôn viên bonsai hiện tại đang trưng bày nhiều tác phẩm hoàn thiện rất đẳng cấp, chủ yếu là các loại mai chiếu thủy bonsai. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Vô châu lấy cây kèm cắt kẽm. Vô châu lấy cây kèm cắt kẽm.